hợp không? Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với phần 3 loạt trong loạt clip rước kiệu cổ truyền, lễ rước cổ truyền vào ngày 16 tháng 3 âm lịch, lễ hội Quần Anh, lễ hội Quần Anh Hải Anh Hải Hậu Nam Định các bạn nhé. Các bạn hãy quay lại kênh để tìm clip phần 1 và phần 2 mà mình đã làm sáng nay trong loạt clip rước lễ rước cổ truyền sáng ngày 16 tháng 3 âm lịch năm 2024, lễ hội Quần Anh Chùa Lương,
Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định. Đây là đoàn rước, sáng nay họ đã rước về chùa Lương rồi. Trong ngày chính hội, bây giờ họ đang rước ra để trở về với cơ sở tụ điểm rồi các bạn. Các bạn hãy muốn xem phần nước lễ sáng nay, các bạn hãy trở lại kênh để xem nhé. Mình sẽ để link ngay ở dưới video này cho các bạn xem nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào trong tụ điểm chính của lễ hội để tham quan ngôi chùa Lương, tức là chùa Trăm Gian, xã Hải Anh, huyện Hậu, tỉnh Nam Định, và tham gia chương trình lễ hội ngày chính hội của lễ hội Quần Anh. Đây là sân khấu chính này, sẽ tổ chức là chương trình nghệ thuật vào tối các ngày 15 và 16, tức là tối nay cũng có này. Chúng ta hãy cùng xem xung quanh quang cảnh chùa Lương, hay còn gọi là chùa Trăm Gian, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, Nam Định, được di tích, được nhà nước cấp bằng di tích lịch sử văn hóa các bạn nhé, vào năm 1990. Các bạn có thể quay lại kênh để tìm clip tìm hiểu về di tích lịch sử văn hóa chùa Lương và cầu ngói chùa Lương, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Mình có đăng clip nói về, giải thích, thuyết trình tường tận về di tích lịch sử của chùa Lương như thế nào. Các bạn nên trở lại kênh để xem nhé. Hôm nay các bạn học sinh cũng được nghỉ học hay sao? Các bạn đi chơi rất đông này. Các bạn, đây là phủ mẫu các bạn. Đây có biển này. Đây có biển, một tấm vải nó che mất rồi. Phủ mẫu Quần Anh nhé. Thờ Thiên Tiên Thánh Mẫu. Địa chỉ ở khu du lịch tâm linh văn hóa này, Hải Anh, Hải Hậu này. Đấy. Đây là điện thờ, phủ thờ Tiên Diên Thánh Mẫu. Đây phần sân chính của phủ này, họ sẽ tổ chức lễ hầu đồng hầu bóng và lễ tế ở đây các bạn nhé. Đằng trước mặt là bức tượng của Thiên Diên Thánh Mẫu đấy. Đây, họ để lễ bánh trôi ở đây này. Đây sắp tổ chức lễ tế anh. À, chiều đến hầu. À, chiều hầu, à vâng. Bức tượng là Thiên Diên Thánh Mẫu này, A Di Đà Phật. Đây trong phủ này đang sắp bày dàn trống dàn ở đây rồi, chuẩn bị chiều nay hầu bóng này. Nhạc công đang ở đây này. Quang cảnh bên trong phủ Thiên Diên Thánh Mẫu, lối đá đẹp. A Di Đà Phật. Dàn này
chúng ta đẹp quá. Hội đồng tứ phủ. Đây là ban Đức Thánh Trần này. Ban Đức Thánh Trần đấy. Đây là ban Thánh Cô này. Ban Thánh Cô. Đấy, phủ chính bên trong. Đẹp quá các bạn ơi. Hoa văn này, tấm bình phong đằng trước đền thờ, đằng trước phòng thờ đẹp. Đấy, họa tiết hoa văn rồng rất đẹp luôn à. Chiếc chuông lớn này. Đây là ban Quan Hoàng này. Quá đẹp ạ.